mày không chán vậy thằng ngỗ nghịch? Thưa mẹ, thì bao tỷ yêu kiều diễm lệ nên con mới ước mong. Nên con muốn thế nào? Toàn theo lối hôm qua hay học đòi trăng gió vậy con? Dạ không. Không nghĩa là không nhìn gia giáo, không giữ ân nhà, không kể mẹ cha, không tôn phỏng khách khỏi chân hồng đức. Dạ trầm lại mẹ, bởi cha con 3 năm tù tội, thấy mẹ già sớm tối nặng tình thương. À vì lẽ nên mi muốn cưới bao tỷ về làm dâu cho mẹ chứ gì. Thôi thôi, một thôi năm bảy cũng thôi. Cụ chẳng ham hiếu thảo của phường đảng tử, nghĩa cao của gây lăng loạn. Mi có gan bôi lọ gia đàn, ta há thiếu can đảm giết tình mẫu tử sao? Đi bước chứ khỏi nhà ta lập tức, đi cho mau. Dạ thưa mẹ. Ta bảo thôi, cút ngay cái mụ liện của bình trà dớp, đi cho mau. Mẹ, mẹ ơi, dưỡng dục cù lao sông dài biển rộng, nát thân này con dâm tiếc chi. Tiếc gì con sắp ra đi mà chưa kịp trình qua cho mẹ rõ đuôi đâu. Nào có phải lòng con đã cùng bao tỷ chôm nở qua tình, mà là con muốn cậy nhờ sắc đẹp của mỹ nhân để ngày mai vào chầu thiên tử mượn bóng quinh thành chuộc tội cho cha. Bởi Âu Dương là người đâm sắc mê qua liệm sai trước bóng hồng mơn mởn, cánh qua bao tỷ sẽ làm Âu Dương đẹp mỹ tự tay phê xa tội của cha già. Hay lắm, vậy mới đang là con chi hiu, đang cho mẹ mến thương. Thôi để mẹ liễu lường, con cứ yên trí vào chầu thiên tử. Chư khanh an tọa. Ủa, trước bể rồng sao chẳng thấy mặt qua? À, hay là dịch trang mỹ nữ các khanh bỏ qua lời thánh chỉ? Dạ tâu hoàng thượng, khắp thiên hạ mỹ nhân chẳng ít, tiếc không người đang sanh da rồng đó bệ hạ. Chẳng có gai thiên hương, cũng không trang quốc sắc. Chà chà, hãy chú Quách Công võ đao quân. Dạ. Gọi Quách lão pháp trường tử tạm. Đại tấu chúa thượng. Điện chi? Thần xét bao năm ơn bổng lộc, một thở bao ơn vua. Chúc thân già có sông cũng thừa, bằng có thác giam đầu hối tiếc. Hay, hay lắm. Cứ nói đi rồi đánh ăn cho mau. Những thác mà nêu cao trung liệt, thác mà nên nghĩa quân vương kìa, chứ thác gì bóng mỹ nhân, tội tử ấy e muôn dân bia đầu lưỡi. Nghĩa là thế nào? Họ bảo rằng hôn quân dâm loạn. Chà chà, hay chú Quách Công dám học đòi bảo hương, đặng tiên với quả nhân võ đao quân. Dạ. Y thanh lệnh trôi cả hai trạm thủ. Dạ khoan, hạ thần là báo hồng đức, xin phụ phục trước bệ đơn nhân dân mỹ nữ, nhờ thanh quân rộng lượng cho Quách Công khỏi uổng tử gia hình. Và nay tờ biểu chương xin đệ giữa triều đình, lần thứ hai mong thánh hoàng thâu dùng mỹ nhân xuân đức từ tâm tha tội cho cha thần là bao. Một lão quan đầu bạc răng long đã 3 năm bị giam cầm trong cửa ngục, vì trung quân màng thọ lãnh án quan tình. Có mỹ nhân hãy vào kiến diện. Dạ bao tể xin trình diện, biết tiễn thần có đẹp y thiên nhân. Ồ đẹp, đẹp lắm. Này khuya mắt long lanh thu thủy, nó làn da mơn mởn thêm duyên. Gợn tóc mây ông ả như quyền,
thêm kiều diễm ánh trăng rằm soi ma ngọc. Dạ, minh chúa đã sẵn tay nâng đỡ, xin động lòng tha tội cho hai lão thượng quan. À, đã có lời người đẹp quá nhân đâu nỡ chúa từ. Này Quách Công Bao Hương, ta tha cho toàn mạng đó nha. Chuyện bái trào. Bệ hạ ơi, kìa bệ hạ đâu rồi? Ơi ơi, có trẫm đây. Gì vậy? Kìa. Ủa, sao mặt ngọc của sao? Hồ thu lã chả gì ai khanh? Đã lâu rồi thiếp bầm gan tím ruột, vui sao được mà vui. Khanh giận ai, buồn ai chứ? Được giữa kề dưới bông chi tung, cao sang tột thế quyền quý chẳng thua ai. Thế mà vẫn bị khinh khi miệt hạ như thường, tủi nhục ấy thánh hoàng đâu rõ thân. Sao ai khanh không dịch mặt tên vô lễ ấy, để quả nhân bêu đầu răng chúng. Ai có ngờ một vị võ quan như Tây Ba Hầu mà có nửa mắt khinh đời, còn thoáng qua một nụ cười đố kỵ. Vừa rồi nè, trong buổi đại triều hắn mới nhìn thiếp như một kẻ thù môn thuở. Chà, chà, Ngự Lâm Quân, bắt Tây Bá Hầu xử trảm cho ta. Rồi đó, khanh thiên tử bất khi ngôn, khanh vui lòng chứ vậy. Nếu chưa hết khổ tâm là... À, là sao ai khanh? Là thiếp e chưa đẹp lòng quân thượng chứ sao? Nghĩa là... Nghĩa là... Còn một trang thượng tương trong tay năm cả binh quyền, hắn đã gây cho thiếp vô phiền, chắc bệ hạ vị tình không răng phạt. Vị tình? Không, ai khanh dễ chẳng rõ, bởi quân pháp bất vị thần, ta nào có chuyện ai. Quyền quay nhà nghề vua nào sai, khanh hãy tâu thật, kẻ nào phạm thượng trầm sẽ biêu đầu giữa đạo tất thời. Gió nguyên xoay ấy quyền đau, hâm mắt ninh ngang, từ lâu vào ra hoàng tung, thăng biệt thả báo tiếp thành nước bạc, chẳng đáng cho châu đào giao quyền cung hoàng. Hay cho lão tướng dám lần hoài, chẳng kể đến quả nhân. Dầu cho quyền uy thắng là bao, trẫm mi tổn mặt quyết lấy đầu lão tặc. Khanh cứ an lòng, trẫm sẽ truyền biêu đầu Ngự Lâm Quân. Dạ 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 dạ, khoan đó bệ hạ. Tại sao khanh lại cản trở? Bệ hạ ơi, trong một phút cả hai đền tội, vì thiếp thần và bệ hạ giết bầy tôi, thần sợ thiên hạ sẽ lắm lời, trách cứ thiếp là người ích kỷ. Không không không, ta quyết loại trừ tôi thất lễ, dù trăm quan ta cũng hạ lệnh biêu đầu. Xa chi hai mạng quân hầu, mà hậu phải nhọc lòng lo nghĩ. Ngự Lâm Quân, cứ thi hành quân lệnh. Ai hậu à, quả khanh là một bậc hiền phí, đã giúp trẫm chỉnh an trào chánh. Nhờ quyền quái chúa thân, thiệp thần đã ít nhiều rảnh bớt khổ tâm. Thế sao khanh cứ mãi trầm ngâm, để cho qua ủ dột hoàng cung lạnh lẽo hả? Hay là còn ai lân mật làm phật y ai khanh, cứ hài tánh hài danh, trẫm hạ lệnh tru di tam tộc. Muôn tâu người ấy tưởng bệ hạ cũng không nên tìm hiểu. Sao? Tại sao có những điều quay quăm như thế? Hậu nói đi, người ấy là ai? Là ai hả? Bệ hạ ơi, còn ai hơn người đã làm cho thần thiếp kinh quay kiếp đàm. Dù đã nấp áo quân vương nhưng phải cam nuốt thảm mơ triêu. Người đã được quân vương giao trọn kiếm quyền, trọn đời xưng quốc mẫu, một thở kiếp hoàng cung, nên họ mới chẳng ngại ngùng bao phen làm cho tam cung run sợ. Người ta đã pha tan
đường thưởng quyển và chỉ một tiếng băng ra cũng đủ gây cho tiếp phi thần phải nghi sắc thở dập bầm giấc phi liễu. Đã pha tan dược qua muôn sắc lại còn gây thương tích cho khách là ai nếu không phải là mẹ con của chân cung tân hầu, chứ còn có ai mà dám cả gan phạm thượng xem nghi thanh quân như nghi bất nghi lực giữa triều đình. Bệ hạ hãy xem đi nè, mãn nhung đều rất to rất nát, mặt mày thì trầy trũa những vết thương, trời ơi dễ thương mẹ con. Họ chẳng biết thiếp đây là người vô tội, đã được thiên nhân hạ cung và nghi hứa hẹn bao lần sẽ nghi luôn luôn bảo vệ giữa hoàng cung. Chà chà, Long Quyền do tặc tử bạo ngược bởi chính cung, thị vệ mau bắt cả hai giam vào ngục tối. Ta muốn mua một tiếng cười vô giá, sao thạch phủ thế nào hả? Dạ xin bày yến tiệc vô ích hay là hòa nhạc ca sang? Ôi lại càng vô ích. Tâu bệ hạ hay là thế nào là sao hả? Nhưng thần e bất tiện. Bất tiện tại sao? Nếu thi hành thần sợ có đánh nạn vong quốc đó bệ hạ. Bạch ta thạch phủ, dạ ta đang cần một tiếng cười vô giá, thì dầu phải đổi một gian sang ta cũng vui lòng, hiểu chưa? Mưu gì hả? Nói mau đi, nói lẹ đi thạch phú. Thạch phú, sao chần chờ thế hả? Mau đi,
Dạ dạ, chỉ có một chức sau cùng là phong quả đài nổi ngọn lửa hồng, là các đấng chư hầu cứu gia đó bệ hạ. Hay, hay lắm. Ngự lâm quân. Dạ. Mau đốt phong quả đài cho ta cùng chân cung du ngoạn. Dạ. Dạ tâu bệ hạ. Bệ hạ bảo tiếp cùng du ngoạn cho vui, sao lại dừng bước sừng nhìn lửa đỏ vậy bệ hạ? Khanh ơi khanh có biết chăng, phong quả đài cao vòi vòi chín tầng mây là một kỳ công của tiên dương để lại, nãy vì ai mà lửa dậy bốn phương trời? Vì ta muốn trên môi của khanh nở một nụ cười, nên tấm phi liều gạt các trấn chư hầu, khi thấy lửa hồng là họ kéo róc mã bên về đây cứu gia. Trời ơi, nhưng rồi họ phải quay về trong bỡ ngỡ, vì biết đó là một trò chơi giải trí của một giai nhân tuyệt sắc khi chốn cung vàng. Dạ tâu bệ hạ, binh mã chư hầu vừa đến. Lùi lùi. Khải tâu chúa thượng, phong quá đại vừa bốc khói, trung thần lập tức thân chinh. Lạ lùng thay sao vẫn thấy an binh bất động vậy chúa thượng? Này các chư hầu, ta là Bao Tỷ chinh phi châu quốc, có lời khen các trân tận trung đó. Tâu nương nương, lời khen chưa phải lúc, việc tôi cần là cứu gia hoàng ân. Không không, hoàng thượng vẫn ở đây đang cùng ta uống rượu ngâm thơ giải trí, nào có giặc giả chi đâu mà các trấn này xin cứu gia. Hay Chu Vương, giỏi Chu Vương, dám dối gạt chư hầu để cùng người đẹp trêu đùa khi thị, truyền thối binh. Này xin phiền quý ông về an nghỉ, hãy về đi. Về đi, hãy về mạnh giỏi đó nha. Hay hay. Hoàng hậu đã cười, ôi tiên cười vô giá, cười to lên, cười với tấm cười. Dạ tâu bệ hạ. Chị ai khanh? Dạ kẻ đức bạc đâu dư học phước, mà được thanh hoàng quá đổi hy sinh. Phong quả đài một bảo vật của triều đình, phải đốt cháy để cho tiếp tần giải trí, thì quả là thân quân hết lòng yêu nể nương quá nhiều. Tiếp sinh môn lại đáp tạ kim thường, tờ này canh ơi, ta đã từng thống trị muôn dân một khối ốc, đã bao lần bách chiến, thế mà nay ta phải cam thất bại trước đóa hoa rừng. Nhưng ta đã tìm lại được khi phách sau cùng, vì đã có khanh sưởi ấm cả hoàng cung bằng những bước đi uyển chuyển. Cũng như những lúc khanh nghẹn miệng cười tình, là y như cánh tay này có một mãnh lực vô biên, giúp ta có thể dung lên làm đảo lộn một cơ đồ. Tâu bệ hạ, điều chi? Dạ, trùng trùng điệp điệp quân nhung giấy loạn, đang công phá hoàn thành, khải thanh minh liệu định. Lùi lùi, nội thị. Dạ. Đòi thạch phủ lai triều khẩn cấp. Dạ 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 dạ. Điều chi nữa? Dạ thạch phủ vừa lãng trống bởi sợ giặc di thành. Lui tam quân. Dạ. Rồi Quách Công trước điện. Dạ Quách Công đã tự sát, đã hết tướng cầm binh. Đã hết tướng tài. Trời ơi, rồi làm sao đi bệ hạ? Ai khanh, khanh ơi, nỗi trào hết tướng, tội gian đã đào sanh. Bởi ta đây làm chúa bất minh, nên người trung liệt lần lần ta lắm. À được rồi, chấm nhớ rồi.
Sao đó bệ hạ? Nếu đã có kế hay, xin cho thiếp thần mừng giới. Rồi ai khanh sẽ rõ? Ngự Lâm quân. Dạ. Kha Đốc Phong Quả Đài làm lĩnh, gọi chư hầu lập tức diễn binh. Một phen này cho giặc dở kinh, ta sợ binh nhung cường khâu. Đốt lửa lên, nổi trống lên. Dạ tâu bệ hạ. Chi? Giặc đã phá tan thành Bắc, cầu bệ hạ xuất chinh. Lui lui. Lạ thật, sao đến giờ này chẳng thấy chư hầu tiếp chuyện? Dạ dạ dạ. Điều chi vậy? Dạ Đông Môn vừa thất thủ, thành Tây sắp lâm nguy. Trời, đã thấy bông chư hầu chưa bệ hạ? Lạ quá, dân mịt mù mấy nước nào chẳng có thấy ai đâu. Tâu chúa thượng. Điều chi nữa? Dạ Tây Môn giặc mạnh như rồng, đang công phá thành Nam quá gấp. Hãy cố chống lại chờ ta giây phút. Dạ dạ dạ, thành Nam đã mất, mời bệ hạ xuất chinh. Trời ơi, thế mà mọi mặt trong các trận lặng cơ binh. Ai khanh ơi, thôi đành chẳng phải thân chinh trong giặc. Tam quân. Dạ. Kim mã cho ta. Dạ. Bệ hạ, thiếp xin bệ hạ hãy dừng cương mã để cho tiếp lên hiện trả nợ sang. Một ngày vĩnh biệt giữa tiếp thần với linh thiên nhân, thiếp cũng quyết xông pha dùi mình trong máu giặc. Bởi vô tiếng cười của bao tỷ đã vang lên giữa trời thanh bạch, làm chưa các đấng từ bấy lâu lầm quán điều thần. Không không, chậm phải đi, chậm phải liền, cầm phải trông lại một giang sơn sập đổ. Ai khanh dính biệt, ai khanh dính biệt, ai khanh. Bệ hạ, bệ hạ, tôi rồi chưa thường đã xả thân giữa rừng đau kiếm, bốn mắt thành bao phủ một màu tăng. Trờ châu rơi trong phối loạn, tiếng quốc thần tắt lặng giữa trận chinh. Bệ hạ ơi, giờ đây tiếp mới hay giá nghĩa trì của một nụ cười. Vậy thì đời tội lỗi ta phải trả về cho tội lỗi, đem tăng ngà ra nơi nghi trận thượng. Phần thay U Vương và bao tỷ cho mau. Dạ.